vị đầu tiên trở về trước. Làm một ngày trong quán đơn giản khó. Ngày trong quán xin mời anh em một chút gì đúng mạnh lên đúng như nào. Rồi ok, em hãy cho biết em tên là gì và đến từ lớp nào. Em tên là Giáp và đến từ lớp 12. Giáp trả lời rất hay. Em thích chủ đề gì đấy? Ok, ca nhạc. Em gọi rồi tôi hỏi làm gì giờ? Đây là chủ đề thể thao. Ai sẽ bước lên trên tiếp tên em nào? Hãy tự tin em ở ai đây? Xin chào em. Đẹp trai. Em hãy cho biết tên của em và đơn vị lớp của em. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen. Vậy người da đen trắng là hòa nhất là vài một tỷ. Nghe chưa? Nhân viên khác thì lộ đề chúng tôi hỏi câu hỏi khác. Đầy câu hỏi. Em hãy cho biết làm cách nào để có thể thức trắng 7 ngày mà không cần ngủ vẫn luôn đi buồn ngủ. 3, 2, thức trắng 7 ngày mà không cần ngủ vẫn không bị buồn ngủ. Đó chính xác, đó là ngủ đêm. Ngủ 7 ngày mà. Xoáy ca nào sẽ bước lên trước? Ai đây? Xin chào. Tự tin lên em ơi. Em thích câu hỏi dễ hay khó? Thích dễ. Ok, một câu hỏi dễ dành cho em. Muốn đi không phải luôn như thế đâu. Em hãy cho biết trong 12 tháng thì tháng nào có ngày 28? 3, 2, 1. Em không muốn trong 12 tháng thì tháng nào chúng ta cũng sẽ trải qua ngày 28 được không? Cả lớp tin em, thế giới tin em. Thôi thôi em đi. Câu hỏi này dành cho hai người, cho nên là các bạn yên tâm. Xin cảm ơn âm nhạc, xin cảm ơn nhạc. Bây giờ cả hai người, các bạn đến vòng chung kết. Chính vì vậy các bạn sẽ đến với vòng chung kết. Các bạn sẽ đến với vòng chung kết. Các bạn sẽ suy nghĩ ai có câu trả lời đập tay vào anh, trả lời đúng nhận quà, trả lời sai trở về, người trả lời đúng, người còn lại nhận quà. Ok, nếu trả lời đúng sẽ nhận quà, trả lời sai thì người còn lại không cần trả lời vẫn nhận quà, tức là may mắn đã ủng về đấy là người khác. Ok, chung rồi hai người đứng đối diện với nhau đấy, nhìn nhau một cái rồi xuống đấy. Ok, bắt tay tình bạn thôi, bắt tay chỉ là tình bạn đi quá giới hạn tình yêu của đi em. Bắt tay hẳn một tay kia nhanh luôn là mất thời gian đấy, cô ôm nhau đấy đi. Vâng, ok thôi bỏ qua. Tay của anh đây, bật thử hai người, bật thử cho nó nhanh. Đừng được tính đấy. Ok, xin mời bật tay ra đằng phía trước đúng đối mặt luôn đấy, để luôn vị trí này. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Bấm chuông. Các bạn hãy cho biết. Chưa có vấn đề ở vấn đề ở Long chưa về. Trước thì cũng phạm luật. Được chưa? Còn nếu biết phạm luật. Bây giờ vẫn đang chơi. Các bạn hãy cho biết có một người bộ đội mặc chiếc áo bộ đội, mặc chiếc quần bộ đội, đội cái mũ bộ đội, đi cái đôi giày bộ đội, đội tất bộ đội nhưng không được gọi là chú bộ đội. Vậy gọi là gì? Đâu đây là tiếng ấy đang chơi trò chơi ở sân ấy sân đấu hai người bắt đầu. Bạn Nam đã đập tay vào anh trước, xin mời. Anh bộ đội không được gọi là chú bộ đội thì gọi là anh bộ đội. Một lần nữa em hãy nói lại đáp án của em. Anh bộ đội, chúc mừng em, thật tuyệt vời.
cô bộ đội. Đấy mới là đáp án. Và chúc mừng em là một người rất may mắn. À, người con gái xem mình được nhé. Và đây, chúc mừng người chị này. Trong phong bao sẽ có còn được cao nhất đó là 500.000 và thấp nhất là 500 đồng. Không được xem, em sẽ tự bốc để xem may mắn sẽ mỉm cười với em như thế nào. À, 500 không có đâu, bởi vì ở ngoài cặp với nhau mà. À, đến 3 giây không có việc thì thôi à. 3, 2, 1, à, ok. Chưa cả cảm ơn đã đi về rồi. Cảm ơn bạn, một tràng vỗ tay ạ. Và xin cảm ơn tất nhau. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất đặc sắc. Đó là một phần dự thi Hưng Đạo Next Top Idol. Nhưng chúng ta sẽ đến với một tiết mục. Trước đó chúng ta sẽ đến với một tiết mục được biểu diễn bởi một thành viên của lớp 12H, là một chàng nghệ sĩ đã ngủ từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay sẽ biểu diễn trước toàn trường chúng ta một ca khúc đang hot nhất hiện nay. Một chàng vỗ tay để mời lên sân khấu chàng trai này. Cầu thang máy như này. Và bây giờ Minh Toàn xin phép đi ra ngoài chứ không quay trong này nữa. Đi ra phía này hay là phía trong này? Đi ra. Trong khu này là có cả ghế massage, ghế massage để cho du khách massage, người massage. Đấy, sau một chuyến hành trình du lịch mệt mỏi, chúng ta có thể massage đấy. Và chúng ta đi ra theo cái lối ra nào đây. Đây. Trung ơi. Trung kìa. Và chúng ta kết thúc một cuộc hành trình. Trung ơi. Về hay là đi tiếp? Hả? Đi đâu được nhỉ? Trong này chỉ có ấy thôi. Ôi, đi chân nhắc rồi. Cả nhắc rồi. Còn cái ga đại dương nữa. Thịt chứ mùi gì? Ui giời. Có kinh nhỉ. Đây là đang làm cái thông Noel. Cái thông này cũng khá to đấy.